Tiếp tục thông tin về việc gạo ST24, ST25 bị đăng ký nhãn hiệu, mới đây thương vụ Việt Nam tại Australia đã có động thái nhằm bảo vệ quyền lợi và thương hiệu của loại gạo này. Thương vụ Việt Nam tại Úc đã trao đổi với ông Hồ Quang cua, cha đẻ gạo ST24, ST25 và đề nghị phối hợp hành động, đồng thời trao đổi với công ty Groban Food Supply là doanh nghiệp của Úc nộp đơn xin bảo hộ nhãn hiệu loại gạo ST24 ST25 của Việt Nam, hiện thương vụ đã gửi công văn cùng một số tài liệu hình ảnh đến văn phòng sở hữu trí tuệ của Úc để chứng minh giống lúa trên là do ông Hồ Quang Cua và nhóm nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu sản xuất thành công đã được cấp bằng bảo hộ tại Việt Nam. Trong thời gian tới, thương vụ sẽ tiếp tục phối hợp cùng ông Hồ Quang Cua để nhanh các thủ tục nộp đơn xin bảo hộ thương hiệu tại các thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam để bảo vệ giống lúa nước nhà.